Thưa quý vị, thông qua địa chỉ hotline của kênh VTC9, ban biên tập chương trình đã nhận được phản ánh của khán giả Nguyễn Quang tại quận Thanh Trì, Hà Nội theo số điện thoại 0989450XXX. Khán giả phản ánh tuyến đường từ xã Vĩnh Quỳnh đi ra quốc lộ 1A, đoạn Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội. Các phương tiện luôn đi ngược chiều theo hướng về phía trung tâm thành phố, bất chấp những nguy cơ tiềm ẩn về tai nạn giao thông, mặc dù tuyến đường trên rất nhiều phương tiện tham gia giao thông qua lại. Theo phản ánh của khán giả, đoạn đường giao nhau từ xã Vĩnh Quỳnh ra quốc lộ 1A tại Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội vào những khung giờ cao điểm, mặc dù lưu lượng xe cộ lưu thông trên tuyến đường rất đông, thế nhưng người dân đã vô tư đi ngược chiều sang bên đường để hướng về trung tâm thành phố. Mặc dù địa điểm trên đã có biển cấm các phương tiện đi ngược chiều vì nó đã xảy ra nhiều vụ va chạm giao thông do không đảm bảo an toàn. Biển cấm là việc của biển cấm, người dân vẫn bất chấp đánh cược mạng sống với những thời gian đi tắt qua bên kia đường quốc lộ, tránh việc đi đúng luật lại mất thời gian quay đầu một đoạn dài. Khán giả rất bức xúc khi gửi clip về chương trình. Thưa quý vị, và với phản ánh trên của khán giả Nguyễn Quang gửi cho kênh VTC9, chúng tôi sẽ chuyển thông tin đến các đơn vị chức năng, cụ thể là đội cảnh sát giao thông huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, về nội dung trên phương án xử lý, biện pháp đảm bảo an toàn để có câu trả lời cho khán giả. Kênh VTC9 mong muốn là cũng sẽ nhận được nhiều thông tin khác nữa quý vị. Chúng ta cùng nhau tiếp tục đến với một phản ánh khác của khán giả thông qua địa chỉ của kênh VTC9 ở số 23 Lạc Trung, Hà Nội và hotline 0901812999. Thời gian vừa qua chúng tôi liên tục nhận được nhiều phản ánh khác của khán giả, và mặc dù gần đây chúng ta biết là đã có rất nhiều những chiến dịch ra quân xử lý, nhưng tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để bán hàng ăn uống tại nhiều tuyến phố Hà Nội vẫn diễn ra. Mới đây chúng tôi đã nhận được phản ánh của khán giả sống tại phố Đê La Thành phản ánh về tình trạng các hàng quán tại đây tiếp tục lấn chiếm vỉa hè. Theo phản ánh của khán giả, đã nhiều tháng qua tại phố Đê La Thành, đoạn giao giữa Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh suốt một đoạn đường dài, các hàng quán tại đây đã tận dụng vỉa hè để biến thành địa điểm buôn bán. Người đi bộ qua đây không còn không gian và đi xuống lòng đường, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông. Vào giờ cao điểm, đoạn đường này thường xuyên xảy ra tình trạng tắc đường. Nguyên nhân một phần cũng là do các hàng quán tại đây lấn chiếm lề đường thành chỗ để xe của khách hàng, khiến các phương tiện đi lại khó khăn, di chuyển chậm, gây ùn tắc giao thông. Thời gian vừa qua, trên địa bàn tỉnh Long An đã xảy ra nhiều vụ sạt lở nghiêm trọng và tiếp tục còn diễn biến phức tạp. Tình trạng này đang đe dọa cuộc sống của hàng chục người dân nơi đây, khiến họ luôn sống trong lo sợ bất an. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên. Đây là khu vực sạt lở bên Vịnh Đá Hàn, xã Hướng Thọ Phú, xảy ra vào cuối năm 2019. Dù đã được gia cố, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau đó, sạt lở đã tiếp tục ăn sâu vào trong bờ. Hệ thống cừ bằng bê tông được gia cố tạm thời cũng đã bị xô ngã xuống sông. Sạt lở đã tiếp tục ăn sâu vào trong bờ thêm vài mét. Trước từ mấy dây ra ngoài đó cỡ 20 mét, khoảng 40 học đường heo. Và giờ nó mất hết trơn rồi, nó dạt ra hết, ráo rồi. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương đã vận động người dân không sinh sống ở những nơi nguy hiểm, có khả năng sạt lở cao, đồng thời kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An ra soát, kiểm tra các điểm sạt lở trên địa bàn để có kế hoạch bố trí dân cư phù hợp, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân. Về phía địa phương thì cũng đã có cái động thái là coi như là vận động bà con là không nên là tiếp tục xây dựng ở công trình trên cái khu vực này, và có cái định hướng để di dời ở cái khu vực khác để nó ổn định cuộc sống. Chứ còn cái khu vực này hiện nay thì nó diễn biến rất là phức tạp. Phạm vi sạt lở ở khu vực Đá Hàn ước tính gần 1.000 mét, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 30 hộ dân và 3 doanh nghiệp. Tại bến trung chuyển của một doanh nghiệp chế biến gạo, dù đã được gia cố bằng kè bê tông, nhưng chỉ trong mấy tháng qua, phần gia cố đã xuất hiện vết nứt kéo dài hàng chục mét, rộng gần 10 cm và đang mở rộng thêm. Cũng mong rằng trong thời gian sắp tới là Trung ương sẽ hỗ trợ cho địa phương là thực hiện tiếp các cái kè như là Vịnh Đá Hàn hay một số cái kè khác mà hiện nay ở trên địa bàn tỉnh Long An là đang bị là sạt lở nghiêm trọng, mà địa phương thì không có cái nguồn vốn lớn để rồi triển khai thực hiện được. Tình hình sạt lở đã diễn ra từ nhiều năm nay, tuy nhiên thời gian gần đây tốc độ sạt lở diễn ra ngày càng nhanh hơn. Hầu hết các hộ dân trong khu vực này đều đã bị mất đất, mất chuồng trại, cây trồng, vật nuôi. Trong khi chưa có giải pháp triệt để, các hộ dân vẫn phải sống chung với những nguy cơ từ sạt lở.